À, ủa cái này gắn sao? À, hướng dẫn sử dụng đâu vậy nhỉ? Cảm ơn Thế Anh Nguyễn nha, cây thông cao hơn mình mày. Ai bảo thế? Để tôi giải thích, cái này là đồ trang trí, cái này là cái đồ để gắn lên cái hông mọi người ạ. Cái này là quả thông mọi người. Tôi đây cái này là quả thông thực sự mà. Hơi méo quá. Không méo rồi mọi người, nhớ cái đệm đó. Đừng đưa đi, không méo. Có méo đâu.